Som Anumodaniya Srapratha Tesana Chia Banta Som Anumodaniya So Sang Lepate Panyang Ka Srap Nen Pratha Dai Guru Ka Srap Nen Pratha Dai Yom Chit Tuk Dak Ramay Banu Panya Som Anumodaniya Nya Mi Mi Ratanata Yang Khyom Praong Som Lo Kham Bom Kong Anjali Krap Namaskā Utuk Dau Chumpu Kun Pre Ratana Trai Tiang Bay Kư Ti Mui Kun Pre Put Prasa Bom Phat Lo Chun Tiang Lai Praong Tai Tai Mien Pratay Khoa Khoai Pru Tai Do Srai Panyaha Sat Lo Ti Pi Pratho Chia Plau Do Lo Chung Ol Prap Sat Lo Ba Sat Na Mui Mien Prui Vi Bat Ban chu sẽ cái đây tục chẳng ban sẽ cái đây sốc Trời thua ông bơ lọ cư ông bơ bồn Tị bay bà xong bật chia tùa ông chanh chà kể lê Bật miên sọc ngay bà xong xôn à mọt nịch nấy Nhông nhiệt bọc sầy ai phá nhau tiền bàn Mượn lơ xôn à mát xa ca chung bùa Bà bay đa xong cư bà bà nhà sang vô Bà chìa gà nạ thà nạ kết tử dư Đói sư kê đây cổ rục đói chất trẻ thà lá Sông nà ma sạc ca chông bù Bà thòm mạc vi sọt thực vông Bà cù sốt sạc đam nơi vọt nôn mà đi răm hạ vọt thánh Đói sư kê đây cổ rục đói chất trẻ thà lá Sông nà ma sạc ca chông bù Bà bà rẻ sọt thẻ xây láo Bà cù sốt chuê nơi vọt nôn mà đi răm hạ vọt thánh Đói sư kê đây cổ rục đói chất trẻ thà lá Som Namaskā Jampu Prathera Nuthera Tang Ah Krupa'ang Som Namaskā Jampu Prahmantra Sang Kruptana Nukram Jibise Som Namaskā Jampu Prahmha Sakhya Potao Doi Sikdei Gurup Doi Chet Rop An Sop Sop Kaal Som Namaskā Jampu พระมหามณีธรรมปาลาวเพียรมกราชีปทีนดาวบนขนองกรรมวิธีบนกะธนาตีนจังยิดโยมบานสดับธรรมกะทักไม่องจอบหายคือประเทรับปัญญาลองจันทาเหล่านี้ดอลธรรมาเพียบพิโคสังวระไซลาเมียสำนางยิดโยมทลอบลือชมวคลาเต้โปงโสมอาดโมตเนีย อันบังมันโยมสดับตะกรูลองจันทาโลกสมได้ยมปีหายนอมัยสะอาดบุญย่างนั้นหยดโยมหายนอมัยสะอาดเมียนเหมือนเกลียวกราวเมียนจัดเจริญทลาเมียนจัดเตรียอริเรียนบนกสอลนั่งเจดามอะไรโยมจังสดับปีไอมาดองโยมหยดโยมจังสดับปีไอมาดองอะไรนั้นโยมสมได้ไอกับบ้านโยมนะโป แล้วมาเพียบนั่งไปยวลจมเรียบอ้อยเย็ดโยมบานเชียบแต่ตรงแต่นั่งไปที่บนกัทธันนั่งเย็ดโยมเชียบพายทอมกัทธักเจริญอ๋องก็โลกตายตายสมได้ยมปีปวดในไปที่บนกัทธันเตียนนั่งโดยฉะนั้นมาเพียบมันจำบายอธิบายสลายบ่มพลืออมปีปปะหาย ในประวัติในดาวตรงในปิธีบนกัทธนาเตียนนังเตยยศโยมเชียร์พาวิธาบนกัทธนาเตียนเบียนประวัติตั้งองค์ปีปิโคสามสับรูปชาวแปลงกิยาปิโคแต่งสามสับรูปนั่งจังอธมาเพียบครองทั้งไงนี้จังจมเรียบเอาเยศโยมจะปวดบ่อไรสัตบานเชียร์ท่ากัทธนาเตียนเวียนมีนำนาจอบเตะตรงจมวยหนังกาจำประวัติศาส นั่งยืนโยมจำแปลภาษาระบอบปิโคสองนั่งยืนโยมจำแปลภาษาหนึ่งโจภาษาระบอบปิโคสองคือการจำภาษาจังภาษานั่งอ่อยบานตรำตรึงเติมแปลวินัยเติมปิโคสองโลกเฟือแต่หายบานตรำตรึงนั่งบานอันในสองปรามประกาศเปิดประกอบแมนสัมโดยปฏิเพียสัตว์ปองโลกสมได้ท่าโสนาตุเมพิหันเตสังโฆ อาเจียปวารณาปานรสัยยติสังเคียสปัตตะกาลังสังโฆเตวีจักังปวารายะถ้าบอกปัดประสงค์โดยจำเริญไงนี้จิตไงปวารณาตีดับพรำพิโคสังก็ใบปวารณามาดองใบอ่องจังขนองนี้มาดองใบมาอ่องใบดอง
chăng khănong ní chăng mên nay tha vì khổ sống chênh chênh bệ vả sa nơi thngai 15 cát pênh bồrmai kha sọch mên mên chênh vả sa thngai 100 tê chnai ai vì khổ sống rư co lôk đai mần toan ban sắc sa ban si chmrâu nơi tam chuân bọt đạch sial chuân ca lôk chênh tam tmlop nhịn nhôm đối thma phiệp thlop cham bệ vả sa nơi ai chuân bọt nung tmlop chênh bệ vả sa thngai 100 ca na bơ chênh bệ vả sa thngai 100 lục thư cả thân cả cồn cả thân nâng ắt la ưng tê ắt ban anh ấy song pram tê nâng hay nhiệt nhôm chỉ bật bỏ để sát pro sợi từng lái bàn chỉ điểm chẳng hay ca chăm prea vasa nu tiệt sáu cứ tranh được ngay đập pram cao hơi lục thư trầm trơ tới tam prea vị nấy tớp lục ban anh ấy song pram ping bỏ để bổ chẳng trong bật chia ai nhiệt nhôm chỉ điểm thả cam nơi khăn ông kịch ca thơ bôn cả thân nâng chai chanh chìa pi tì muối cư bánh nhạc tệ cam tì pí chia chê tà nà cam bánh nhạc tệ cam cư chia cam rộp bọc bạc bị khổ xong sọt sạt chia nhạc tệ tụ tì dạ cam ở huyê trà chia cam rộp bọc bị khổ xong mình bẹp bôn cho mùi nâng cam nhiệt nhôm cho bột bò để sạt tệ cam rộp bọc nhiệt nhôm cho bột bò để sạt cơ rôn tái chia chê tà nà cam lúc xâm đại anh thà chê tà nà hắn phí khờ vế bò nhăn và tiềm mị mình yêu phí khổ tặng lái chê tà nà cứ ca thơ bôn cứ ca nhăn chất rồi bọc luôn ở chế thà là ở xa bò rồi sọt phô phóng áo chú mua thà chía tùa bôn nó nhóm xôm ạ nó mô tà nì bò nhật nhóm xôm chế thà là chúm bùa bè thòm ở Vipassana bà rê chìa gần nạ thà nạ chất thoa bà nì môn mọt đò bò lớn sát đập bà thò chìa bàn tò tiết nhóm nát xôm á nà mô tà nì sát đập tòa nè nhóm càm nâng bàn chai chìa bì nhìn chẳng nhìn chẳng cứ phía xa bà lấy lúc thao vị xong vị xong vị xong vị xong nâng xênh xênh bì khá nìa càm rộp bò bì khổ xong mình miên chọp tẹo tôn cho mùi nâng càm rộp bò nhiệt nhôm tì nhìn chẳng xua thà bà xanh chìa lúc thơ mình trăm trâu mình lãng chìa cả thân cứ mình cao chìa cả thân bạn này thà như cả lãng khá nhiệt nhôm dù bột bò để sát xua thà bà xanh bao lúc thơ mình trăm trâu mình cao mình lãng chìa cả thân ta có bột bôn đọc bò nhiệt nhôm tế nhiệt nhôm dù bột bò để sát nâng khát bôn tế nhiệt nhôm gọt chẳng ngọt chẳng á nhiệt nhôm chẳng cả lãng nâng ao nhiệt nhôm chìa thà chạy đại bị khỉ cam ở bò nhiệt nhôm còn tay chia chê tà nà cam ao tay nhiệt nhôm miền chật chia thà sát cai sát bị cha sát chật bật bật phơi nơi bồn cửa sau lẹp đại nơi mai chệ để dạ cứ sạch ở đây cẩm nang ao chỉ tiền chia đại lẹp đại sờ la hói nhiệt nhôm bàn bồn hói cả thân là tiền là khăn ông tiền đấy lô sầm đai anh thả cả thân là tiền chia bột thập bàn nhạt phong nâng chia bột thiên ở nhạt phong trong ná đại hào thà bột thập bà nhát nâng trong ná đại hào thà chìa bột thiên ở nhát đại hào thà bột thập bà nhát cư bà bột thập bòm nón rồi bọc bà sàm sàm bột bà ông truông án ở nhát bà ông miên bột thập bòm nón trẻ rì bì cha ra nà thà cả thân ở tiên ní cư bà bột tăng lai cớp bà ông ta anh ta miên bột thiên ở nhát ai miên cả thân ở tiên ní cạt làng cớp bà ông ai ta miên bà bột trạc đăng làng khăn ông lộ chẳng bỏ ông ọt bánh nhạt đòi bỏ ông anh ọt miên ca tu xô mở rật tần y ông pi ọc ba sẽ ca tia dụ tia dễ ca na tê nhật nhôm dịp bột bỏ để sạch đòi lái ông pi chây và rạc tiến cư miên ca xông nà thoai chây và rạc tiến cư ông pi mà hào ba sẽ ca vĩ xa khả châm nay ai cả thân là tiến cư bè xa ma xa mốt bỏ ông chỉ nẹ bánh nhạt đòi tua bỏ ông miên nơi bột thiên ở nhạt đòi bà ông ai, đòi bà ông, sợ bà ông đồng bây ạ nó cứu đó vì khổ xong đại cuông trăm bà bà xa ở hồi dạ bê bây khai mình miền đạch nâng cư bà ông bà nhạt to đòi bà ông ai nâng cư chế bút bà nhạt hơi bà ông truông ạ nó nhạt ai bị khổ đại bàn cuông trăm bà bà xa nâng trăm cục bây khai mình miền đạch tiệt tớp lộ miền sật tờ tuôn kra krong ạ nà mô tờ nia cả thân hói thơ trăm trứ tờ tam bút thập bà nhát bút thập bình nấy tớ bà nơi ạ này xong pram pinh bò rệ bồ
chăng chấm nói ni tiết mà phiệp có lược chua ở nhật nhôm chụp bớt bò để sát pro sợi tầng lại bàn chỉ điệp thả cả thân bởi dương prai chia bật thơm ở sát prai chia bật thơm ở sát prai thả tiên đầm bay cả thần nói nhớ prai thả tiên đầm bay cả thần bởi dương prai chụp phía xa khám ái prai thả cả thân nâng prai thả prai thả nỉ dây mọc ông pi cả thả thiệt nâng prai thả nỉ dây prai thả pol chẳng cả thân là tiên nâng cứ kê ao đòi về cha ao đòi pol ao đòi nỉ dây nhiệt nhôm còn tại pol chóp về chóp tới ở trăm bạch kênh tỏ đại thì còn tại nhiệt nhôm về rứ có bệnh chanh nâu về chây phê thả phèn tế bò bất bà xong đòi chùm rào ơn mẹ giáng ri dương tặng lại a à, nệt thoá nô mọc hói cả thẻ này chơi vào răng nơi cả thân này chơi vô xa này sang sáng prom tiếng an này sang sản liệp ị măng nuôn mà ni ràm chẳng có này nhận nhũng ị măng niêm mà nuôi ị măng nuôn mà ni ràm ị thẻ lô ị thẻ niêm mà ca sâm măng mọc khăn ông vọt nuôn mà ni ràm hai vọt thàn nâng tê mẹ xông về bà kênh sang khe xa chấm bùa sáng át thà rê tông đâm bay bà giáo đó kệ đầy giá cả cổ chẳng cứ còn ta nhiệt nhôm về và năng chọc sọc cực hết cách chọc bỏ nhiệt nhôm có chọc đài nhiệt nhôm về nhiệt nhôm chẳng sốt giang canh rư cả chun bon chun cả so chẳng sốt sạp bê sạch ta ấy sai mê ta ấy đo sạp sạch tặng lại tặng buông chọc cực tớ chọc sọc cực hết nhiệt nhôm chanh bị bèo với hiếp tớ nhiệt nhôm ban an này xong pram này ban an này xong pram chọc tớ tam khu này nâng cách chọc bỏ nhiệt nhôm chỉ chê tà nà cam tôi bây giờ bị khổ xong lúc thưa mình trầm trừ cái đấy tại ai tại nhiệt nhôm miền chật chật là tới thưa cả thân là tiền tới ban anh ấy xong trầm tinh bò để bò ở miền khoa ở miền bạch cho lo tê ná nhiệt nhôm chẳng nhiệt nhôm nơi pê nơi pô chẳng tử pê thưa cả thân nâng tiết nhiệt nhôm có bay hai và tẹ sân trung vinh bè phải hia nâng châu về châu pô thao về và kênh sập bút đang bay cả thân nâng chụp bút bè bị khẩu xong chẳng tới bên tranh và chơi phê nâng hay cả thân nâng pô này dây ở lư lư nhôm còn sập nhiệt nhôm còn khlạc thật nhôm bà cả ná xông về và kênh sập bút đang bay cả thân nâng chụp bút bè bị khẩu xong hay nhiệt nhôm bạch sập sập được lột chơi hạ côm ôm am thế nhiệt nhôm bên tranh về trời lư lư tới nè pru ấy pô nhiệt nhôm cả thân nâng prai thập pô prai thà này dây ao đòi này dây ao đòi pô ao đòi và chơi phết chơi thòng mình men và kên to đại đôi và chạy buôn đôi bon tẹt cái na nô và tiên đôi bon chầm ran và chôn tê bon tẹt cái na nô và tiên chầm ran và chôn nhiệt nhôm về chập sập cột hói tao ông tại nhiệt nhôm nâng cho và kên tiệt nó nhiệt nhôm hay ca bằng ping bon cửa sau nhiệt nhôm giờ bật bò để sạt pro sợi từng lai chỉ điệp thả tôi bay chim miên nè đặt tay đăng cái đây mình miên nè đặt tay đăng lư cái đây ai tại chặt dương xa bò để sọt phô phong tứ dương nâng ai đăng cho bạc luôn ai thả luôn ai ban thưa sạch cái đây là ò ban bập bốt lô sầm đai anh thả bậc cua đài bẩm pin nơi sạch cái đây là ò bậc cua đài bò để sọt mình bò để sọt nâng cứ luôn dương đăng cho bạc nè mình chạm bạch nè đặt tay mà nhang ở dương bò để sọt tê khmer bậc cô na nhang dương ngài bò để sọt cào bằng pi khluôn dương nghe khluôn dương đăng cho ba thà dương ban thưa sạch cái đây là o khluôn dương ban đăng cho ba thà dương ban thưa ở bờ bồn tôi bây chỉ nẹt đợt tây đăng cái đây nẹt đợt tây mình sợ sao cái đấy có dương khluôn ai những ban bồn ruột sạch từ hồi cứ dương miên chất sạch bò để sọt phô phong ca na bờ dương bật là o đòi cai đòi bị chất đôi vì cha chất mà miên chất đại cao chỉ đau ông nẹt đại bẩm pin bon của so nâng bờ tua bay chỉ nẹt đặt tay đắng cả đói ai tại nhiệt nhôm bàn thưa tại hao ấy đòi sạt cay sạt vì cha sạt chất nâng cứ nhiệt nhôm đằng bàn nở phò pram pram bậc ca mà nhiệt nhôm vịnh trong buôn nẹt đại miên nở chất bon chất chia của so nẹt đại thưa nơi ông pơ là o ông pơ sạt chia đất ông pơ là o ông pơ bon nâng lúc xong đây thật bàn phò pram giảng tụ bây chì nè đợt tây đăng cả đói tại khuôn dương đăng cho bà khuôn ai nè đợt tây mà đăng cả đói dương đăng tì mỗi lúc xong đây thà át tà bế át tà năng ụ bạ vẹ tà tệ nè đợt thua ẩm pơ lo ẩm pơ bôn nâng ọt tê đưa khuôn ai anh tê nhận nhộm ọt sao mong đòi khuôn ai anh ọt miên ca sao mong ọt miên ca tê đưa khuôn ai anh tê nâng tì mùi nâng át tà bế át tà năng ụ bạ vẹ tà tệ nâng khuôn ai anh tê đưa khuôn ai mặt bàn tì bì anu vệ trạ vệ nhu và sang sàn tệ nẹ prai những tay đẹp pol sạch sao nữ bậc cua đại miên chặt bẩn nữ bậc cua đại thưa nữ ông pơ là ó ông pơ sạch chật ông pơ trầm trời nằng
ទី3កតិសត្តោអភុគចតិអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើល្អអំពើជាកុសលអំពើបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងតែងតែមានកតិសត្តនឹងល្បីរន្ទឺផ្សាយទៅកាន់ទិសទាំងឡាយទាំងពួងគេថាអូឧបាសកនោះឧបាសិកានេះជាបុគ្គលមានចិត្តបុណ្យចិត្តសប្បុរសណាស់តែងតែធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនឹងទៅរោងណាទៅវត្តណាទៅកន្លែងណានឹងឃើញមុខគាត់ជានិច្ចមិនដែលបាត់ទេឃើញគេស្គាល់ចឹងណាញោមកត្តស័ព្ទនឹងផ្សាយទៅហើយអ្នកដែលធ្វើបុណ្យអ្នកដែលជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងគឺថាតែងតែទៅនិមន្តព្រះសង្ឃនឹងទៅទទួលភ័ត្រនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឬក៏ទៅឆាន់នៅអាហារនៅកន្លែងណាមួយសុបគេសុបអីចឹងទៅណាញាតិញោមចឹងគឺបនកសលនឹងស្រួលណាសម័យលើនឹងមិនចាំបាច់ទៅដល់ផ្ទះក៏បានញាតិញោមមានតែបច្ច័យចូលទៅសុបទៅប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃបានហើយចឹងណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយញាតិញោមដែលមានអធិស្ឋានល្អនេះមួនលោកទៅដល់ផ្ទះចឹងទៅប្រគេនផតចឹងទៅមានព្រះសង្ឃចេញចូលញឹកញាប់នឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារបនគឺសមណៈព្រាមនឹងលោកតែងតែទៅអនុគ្រោះទានរបស់ញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនមិនមានប្រសង់ចូលទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួននឹងច្រើនទេបើមានមានត្រឹមពេលការកូនឬក៏ពេលខ្លួនស្លាប់ពេលខ្លួនឈឺតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមានប្រសង់ចូលទៅញឹកញាប់ទេហើយញាតិញោមដែលមានប្រសង់រាប់អានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់រាប់អានច្រើនស្គាល់ប្រសង់ច្រើននឹងគឺបុណ្យរបស់ញាតិញោមហើយញាតិញោមបានស្គាល់ប្រសង់ទៅទទួលភ័ត្រអនុគ្រោះទៅទទួលភ័ត្រទទួលទានរបស់ញាតិញោមដល់ផ្ទះញាតិញោមញឹកញាប់ហ្នឹងអ្នកណាគេថាអីក៏ថាចុះណាអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាតែញាតិញោមគឺជាមនុស្សបុណ្យមានសំណាងញាតិញោមដែលមានប្រសង់រាប់អានអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអ្នកវេកតិយាទេវលោកាំងវជន្តិពាលីហវេណបសង្សន្តិទានំធីរោចទានំអបមាតមានោតេនេវសោហោតេសុខៃបរដ្ឋប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាបុគ្គលដែលកំណាញ់ស្វិតស្វាញមិនមានចិត្តជាសមាទិដ្ឋិដែលមានចិត្តជាកំណាញ់ដែលជាបុគ្គលកំណាញ់មិឆាតិដ្ឋិនឹងមិនត្រេកអរនៅការឲ្យទានរបស់បុគ្គលជាសប្បុរសឡើយតែងតែលើកចេះលើកចោះថាទៅធ្វើបុណ្យទៅអីនោមតែអស់លុយអត្ថប្រយោជន៍ទៅជ្រះថ្លាអីជាមួយលោកអស់នឹងលោកណាដូចតែលោកណាអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចំណែកឯបុគ្គលជាសប្បុរសអ្នកមានបញ្ញាវិញគឺតែងតែត្រេកអរជ្រះថ្លានៅអំពើជាកុសលនៅអំពើល្អដែលគេបានធ្វើហើយសូមអនុមោទនាអ្នកដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាស្អាតបរិសុទ្ធណាញាតិញោមសូមបីតែលះបង់នៅតៃយទានតិចក៏ព្រះអង្គសរសើរនៃការឲ្យទានដែលចិត្តជ្រះថ្លាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអ្នកតេអ្នកតក្កិណាឱនីទាយុទាយិកាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលហើយទៅសូមបីតែមានតៃយទានបន្តិចបន្តួចឬក៏គ្រាន់តែមកត្រេកអររីករាយអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលរបស់គេដោយចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លាតាមគេនឹងបុណ្យកុសលនឹងក៏បានច្រើនដែរมันបានឈ្មោះថាជាបុណ្យថយថោកឡើយហើយដូច្នេះហើយញាតិញោមបានមកបំពេញបុណ្យនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាក្តៅស្អុះបន្តិចបន្តួចអីញាតិញោមសូមរក្សាចិត្តនឹងកុំខឹងក្រោធកុំធុញថប់អីណាញាតិញោមញញឹមជាប់ចិត្តចឹងទៅបានជាតិណាណាមុខស្អាតមុខស្រស់ហើយមកបនមុខកញ្ញូវហ្នឹងដោយព្រះអង្គគ្រូឡុងចន្ទាថាមុខมันស្អាតទេអនាគតហ្នឹងអញ្ចឹងមកបុកហ្នឹងមកបនហ្នឹងគឺថាត្រៀមចិត្តមកពីប្រទេសហើយញាតិញោមថានៅស្ដាប់ធម៌បើមិនចប់ឲ្យបានចិត្តចប់អីចឹងទៅហើយញញឹមកុំធុញថប់នៅក្នុងបនហ្នឹងមកហ្នឹងមកយកតែបនទៅវិញបានហើយកុំយកចិត្តធុញថប់កុំយកចិត្តស្អុះស្អាប់ហ្នឹងមកតាមខ្លួនធ្លាប់នៅផ្ទះញាតិញោមមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយតែមកដល់វត្តមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេញោមអើយកង្ហាហ្នឹងវិលមិនដល់ទេអាត្មាហ្នឹងក៏ស្អុះដែរបែកញើសកាខាហ្នឹងញោមមើលព្រោះទ្រាំដោយតែគ្នាហ្នឹងញោមណាដើម្បីយកបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយបានជ្រាបហើយអញ្ចឹងអាត្មាភាពចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតឲ្យញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាអានិសង្ឃនៃការធ្វើបុណ្យកឋិនបច្ចៈឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបបន្តិចទៀតចប់ហើយប្រគេនទុននីតិទៅព្រះម្ចាស់គ្រូជាម្ចាស់ម្ដងឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាឧបាសិកាអនាគតជាតិទៅដែលធ្វើបុណ្យកឋិនឧបាសិកាទាយិកានឹងអនាគតទៅនឹងក្លាយទៅជា
អ្នកដែលមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលណាញាតិញោមនឹងបាននៅមហាលតាប្រសាទនៈសម្បត្តិបើជាបរោះអនាគតតែជាទៅនឹងคลายទៅជាអេហិភិក្ខុដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះឧបជាបំពុះផ្ទាល់ព្រះអស់របស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែថាអេហិចូលអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះណាញាតិញោមដែលមានព្រះបាលីសំដែងឡើងអាងនៅក្នុងគាថាធម្មបទថកថាទំព័រ119ណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសំដែងថាអដ្ឋៃណੰហិជ័យវរៈទានណੰញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមហាលតាប្រសាទនេណបតកੰបបោតិបរិសាណੰអដ្ឋិមយៈណអដ្ឋិមយៈបរិសាណੰបតជ័យវរេណតិប្រែថាជ័យវរៈទាននៃស្ត្រីទាំងឡាយដល់នៅទីបំផុតនៅមហាលតាប្រសាទនៈសម្បត្តិចំណែកឯជ័យវរៈទាននៃភិក្ខុទាំងឡាយដល់នៅទីបំផុតនៅបាទនឹងជ័យវរណាញាតិញោមដល់នៅទីបំផុតដោយបាទនឹងជ័យវរដែលសម្រេចហើយអំពីរិទ្ធហើយនឹងបានជាអេហិភិក្ខុនឹងមានប្រកាសថាសំដែងអាងអញ្ចឹងណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយនៅលើពិភពផែនដីនេះអ្នកដែលមាននៅសម្បត្តិមហាលតាប្រសាទនៈនៅក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងនឹងមានតែ3អ្នកគត់ញាតិញោមហើយញាតិញោមស្គាល់ជាងគេមហាឧបាសិកាវិសាខាមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមស្គាល់ជាងគេដោយសារតែគាត់នឹងជាអ្នកធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមានប្រកាសថាសំដែងឡើងថានៅសម័យពុទ្ធកាលនឹងមានស្ត្រីដែលមានអាវមហាលតាប្រសាទនៈនឹង3អ្នកទី1គឺពនាងវិសាខាហើយទី2នឹងគឺនាងមល្លិកាភរិយារបស់សេនាបតីពាន់ផលឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះពាន់ផលដល់ទី3ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគឺអត់មានឈ្មោះទេធីតានៃសិទ្ធិក្រុងពរិញ្ញស័យក្នុងបាលីនឹងលោកសំដែងចឹងដែលមានបកាសថាលោកសំដែងឡើងអាងថាហេមានសក្តីប៉ັດថាអដ្ឋយោរីស្ត្រីទាំងឡាយតេសោវៈ3អ្នកគត់បថវីមន្តលាស្មឹងលើភពផានដីទាំងមូលមហាឧបាសិកាវិសាខាចគឺមហាឧបាសិកាឈ្មោះវិសាខាម្នាក់ពន់ធលៈសេនាបតេសៈអ៊ីតេគឺភរិយានៃសេនាបតីឈ្មោះពន់ធលនាងមល្លិកានឹងម្នាក់ពីរិញ្ញស័យសេធនោធីតាអ៊ីតេគឺធីតាក្រុងពីរិញ្ញស័យនឹងម្នាក់លក្ខិនសុបានហើយមហាលតាបសាធនងនឹងនៅសម្បត្តិមហាលតាបសាធនៈអាវមហាលតាបសាធនៈនឹងគឺមានពំស្មើនឹង9កោតញាតិញោម9កោតមីហ្នឹងណាញាតិញោមมันធម្មតាទេអាវនឹងឲ្យសម័យព្រះនៅលើភពផានដីយើងនឹងអ្នកដែលមានអាវនឹងមានតែ3អ្នកទេហើយ3អ្នកនឹងបានដោយសារអីញោមបានដោយសារអំណាចនៃកឋិនទានបានដោយសារអំណាចនៃជ័យវរៈទានដោយដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាស្ត្រីបានធ្វើហើយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើហើយរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបានធ្វើហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះញោមណាសូមអនុមោទនាហើយមួយទៀតគេថាធ្វើបុណ្យកឋិននឹងនៅក្មេងពេកអាយុខ្លីហើយអ្នកមិនទាន់មានប្តីអត់មានគូណែគេថាអញ្ចេះទៅទៀតណាញាតិញោមធ្លាប់ឮទេតែគេថាធ្វើបុណ្យកឋិនទូលត្រៃទូលលៀងនឹងគឺអាយុខ្លីឆាប់ងាប់ណាស់មើលមហាឧបាសិកាគាត់ធ្វើបុណ្យតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំញោមរហូតដល់អាយុ120ឆ្នាំអត់ទាន់ងាប់ផងតែស្លាប់បាត់ហើយតែសម័យព្រះណាណាញោមសម័យព្រះរស់បានដល់120ឆ្នាំឯណោះគាត់ធ្វើបុណ្យមានអាយុខ្លីឯណាបុណ្យមានតែចម្រើននៅអាយុអញ្ចឹងអាត្មាភាពរសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅរកមិនទាន់ឃើញថាបុណ្យហេតុនាំឲ្យអាយុខ្លីអត់មានសោះញាតិញោមបើញាតិញោមរកឃើញជួយប្រាប់ផងមានតែក្នុងប្រជុំភិណវិរៈប្រែភាសាបាលីខ្មែរនឹងដែលព្រះអង្គលោកសំដែងជាប្រកាសថាដែលលោកតែងតែសូត្រថាអកតោវេបសន្ណានังអកៀងធម្មង្វិជាណតังអកេធម្មេបសន្ណានังវិរិយគូបសមេសុខេអកេសង្ខេបសន្ណានังបញ្ញខេតេអនុត្តរេអកេស្មង្ទានังតតតังអ្នកបុណ្យដល់ប្រសើររមែងចម្រើនអាយុដល់ប្រសើរផងអាយុដល់ប្រសើរបុណ្យដល់ប្រសើរក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តបុណ្យដល់ប្រសើររមែងចម្រើនអាយុដល់ប្រសើរផងសម្បុរកាយដល់ប្រសើរផងយុសៈដល់ប្រសើរផងកេរឈ្មោះដល់ប្រសើរផងសេចក្តីសុខដល់ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់ជួនទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់នៅធម៌ដល់ប្រសើរដោយពិតដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងវត្ថុដល់ប្រសើរ
ហើយជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធរតនៈនឹងជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម្មរតនៈនឹងជាធរងាប់បងនៅរាគាតិកលេសជាធរនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកប្រតិបត្តិដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃដល់ព្រះសាវជាស្រែបុណ្យរកស្រែបុណ្យឲ្យទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានដែលជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដល់ព្រះសាវទេវភូតាមនុស្សសាវិអកបតាប្រមតតិ តែនឹងបានទៅហើយជាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយសូមអនុមោទនា